Gió thì thanh hương, làm sao để giải lời thời dạy sư phụ? Thì cũng cùng cái công thức đó, lấy ngũ quả trái cây ra ngoài sân rồi đặt hương bàn thánh, rồi nói là lúc đó tôi vô minh tôi thời như vậy vậy. Cho nên cái ngoài trời nó có cái hiệu lực khác hơn trong nhà nha quý vị. Tại ngoài trời lúc nào ở trên đầu mình á, mấy vị Bồ Tát, mấy vị thần thánh bài tới bài lui đầy bầu trời, khi mình đặt ngoài trời á là mình mấy vị đều nghe hết, một vị nghe mấy em, một vị đó thông báo cho tất cả ở trong vũ trụ. Còn ở trong nhà thì mình có thờ Phật nhưng mà chưa chắc nó không có linh, cho nên mình muốn cái gì mà linh thiêng á mình phải khấn ngoài trời. Đó là tại sao á, ngày xưa ông bà của mình 90.000 năm thờ cha, thờ bằng cái lon sữa bò, thờ cha ở ngoài sân. Cho nên nó muốn mùa được mùa, muốn mưa mưa, nó muốn bớt lũ lụt hay tai nạn gì đó là thánh cha. Bây giờ nước Việt Nam mình có bao nhiêu người nhớ tới Thượng Đế bao giờ, nhớ tới bàn thờ ông Thiên, thì cũng là cái công thức đó. Tại vì thánh cha tức là khấn hết tất cả hội đồng chư Phật, cả triệu chư Phật, cả triệu vị Bồ Tát, cả triệu vị tiên đều nghe hết. Tại vì bây giờ ai mà khấn bắt chồng cái đi là ông bí thư huyện là ông chạy cũng cống đuôi á, thì mình khấn một vị lớn nhất thì tất cả những vị khác đều đều phải có bổn phận giúp mình. Cho nên cái khấn ông trời là chắc ăn nhất.